Rồi, lần lượt từng bài, nhìn lên. Được chưa? Người ta cho câu 10 này. Người ta cho hình chớp SABC. Đấy là tam giác vuông tại A. SA cũng không phải đấy. Người ta cho AB bằng A, AC bằng A căn 2. Và đặc biệt người ta cho diện tích của tam giác SBC. À, cái đó là mình phải lưu tâm. Cho diện tích tam giác SBC. Rồi, người ta yêu cầu tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC. Thì khoảng cách từ A đến SBC là thuộc dạng là chân đường cao đến mặt gì? Mặt bền. Vậy các em dựng ra thôi. Kẻ vuông góc đây. A nối SA, đúng không? Đây chính là AH. Vậy khoảng cách này chính là bằng AH. AH là bằng gì? SA nhân cho A chia cho căn bậc 2 SA bình cộng cho AI bình. Thì bây giờ trong hai cạnh này cạnh nào tính được? AI tính được đúng không? AI thì bằng gì? Căn bậc 2, quên. AI thì bằng là AB nhân AI là đường cao của tam giác vuông này nè. AI thì bằng AB nhân AC chia cho gì? Căn bậc 2 AB bình cộng AC bình. Rồi mem canh vào coi. X nhân Y chia căn X bình cộng Y bình. X là bằng AB, tức là canh vào 1. Y là canh vào căn 2. Vậy ra nhiêu? Căn 6 trên 3. Rồi, như vậy A căn 6 trên 3 nha. Như vậy còn thiếu một cái gì? Còn thiếu một EDA. Thì mấy em coi nè, muốn EDA mà có AI rồi, có AI rồi, muốn tính EDA thì mình tính S gì? SD. SD nó chính là đường cao của tam giác nào? SBC. Đường cao mà lại D là cho gì nữa? Diện tích. Vậy là diện tích SBC nó bằng 1 phần 2 SD nhân cho BC. BC dùng Pythagore tính ra bằng nhiêu? Căn bậc 2 1 bình cộng với 2 bình cộng với 2 là căn 3. BC là căn 3. 1 phần 2 SI nhân căn 3. Mà theo đề cho thì cái diện tích này là bằng căn 33 chia cho 6. Vì vậy suy ra SI nó chính là bằng căn 11 phần 6. Căn 11 phần 3, xin lỗi, căn 11 phần 3. Như vậy SA là căn 11 phần 3. Thì SA nó bằng căn SI bình trừ cho AI bình. Thì tính ra 11 phần 3 bình trừ cho 6 phần 9. Quên, 11 phần 9 bình lên là 11 phần 9 trừ cho 6 phần 9 lại là 5 phần 9. Căn nó ra là căn 5 trên 3. Rồi bấm vào X nhân Y chia căn X bình cộng Y bình với X là bằng căn 5 trên 3. Với Y là bằng Y là bằng AI này là căn 6 trên 3. Bao nhiêu? Máy tính đâu đâu bấm sẽ ra gì ngồi đó vậy? Chán cái này quá. Căn 330 phần 33. Đáp án gì? Đáp án A. Người ta cho diện tích là mình nhớ đến đường cao,
Mà cứ cho diện tích hay là cho cái gì là cũng để đi tìm SA thôi. Truy ra thôi chứ cái gì đó. Câu số 11. Người ta cho hình chấp đều SABCD có cạnh bên và cạnh đáy đều là bằng A. Cạnh bên bằng A, cạnh đáy cũng bằng A. Khi vẽ hình chấp đều thì chúng ta vẽ tâm của đáy trước, rồi từ tâm đó dựng thẳng đứng lên. Ở đây chính là chân đường cao. Trong hình chấp đều thì chân đường cao chính là tâm của đáy. Cái đó khỏi phải chứng minh gì cả. Như vậy thì mọi cái bây giờ phải dồn về ô. Người ta yêu cầu tính khoảng cách từ AD đến mặt phẳng SBC. AD là nó song song với BC, cho nên là nó song song với mặt phẳng SBC. Hiểu chưa? Vậy thì khoảng cách giữa AD với SBC bằng khoảng cách từ điểm A đến SBC. Nhưng mà A không phải là chân đường cao, O mới là chân đường cao. Vậy chúng ta đưa khoảng cách từ A về khoảng cách từ O, mà nối từ A đến O thì nó cắt này, thấy không? Vậy là khoảng cách từ A tới SBC bằng mấy lần khoảng cách từ O tới? 2 lần, vì O đó là trung điểm, bằng 2 lần khoảng cách từ O đến SBC. Rồi, ghi ra luôn, bằng 2 lần X nhân Y chia cho căn X bình cộng Y bình. Rồi, trong đó X là đường cao, chính là SO. Y là đường cao hạ từ O đến cạnh BC. Đây, OI. Y là bằng OI. OI này rõ ràng bằng một nửa AB. Một nửa AB, AB là bằng A. Vậy là bằng 1 phần 2A. Can vào đã là 1 phần 2 thôi. Còn SO, nhìn SO là đường cao. SO là đường cao trong tam giác vuông SOB. Thì SO bằng căn bậc 2. OB bình trừ cho SB bình trừ cho OB bình. SB chính là 1 bình trừ cho OB là một nửa đường chéo. Một nửa đường chéo là bằng căn 2. Thì OB là bằng căn 2 chia 2 bình. Đường chéo là A căn 2. Vậy nhập ra là bằng nhiêu? Căn 2 chia 2. Đúng không? Như vậy là can vào coi, X là bằng căn 2 trên 2, còn Y chính là 1 phần 2. Như vậy là khoảng cách là bằng nhiêu? Căn 6 trên 6 gì? À, đáp án là gì? Đáp án gì? Đáp án à? Nhớ câu số 2 nhìn chưa? Cái gì trời? Đáp án B. Tiếp tục câu 12. Chúng ta cho hình chấp SABCD. Đấy là hình thang vuông. Đấy là hình thang vuông tại A và B. AB thì bằng A, BC bằng A, SA cũng có đáy cũng bằng A luôn. AD thì bằng 2A, M là trung điểm AD. Yêu cầu tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng SCD. Khoảng cách từ M tới đây. Nhưng mà M không phải là chân đường cao, mà A mới là chân đường cao. M là trung điểm của AD. Vậy là M, AD cắt nhau này. Vậy khoảng cách từ M đến SCD bằng mấy lần? Bằng 1 phần 2 lần khoảng cách từ A đến
SCG, tức là X nhân Y chia căn X bình cộng Y bình, khoảng cách từ A đến SCG. Đó. Trong đó X là bằng gì? X là đường cao của hình chớp, là bằng gì? SA là bằng 1. Bằng A tức là bằng 1. Y, Y là khoảng cách từ A đến thay gì? Đến gì? Đến cạnh đáy CG. Nhiều đứa nói nó là AG, tào lao. Không phải. Khoảng cách từ A đến SCG không phải là AG nha. Ở đây chúng ta lưu ý này. Cái tứ giác ABCM nó là hình gì? Thằng này hai cạnh bằng nhau này, cạnh này cũng bằng A này, bốn cạnh này bằng nhau, góc vuông. Vậy tứ giác đó là hình hình vuông. Hình vuông cho nên hai cái đường chéo AC và BM vuông góc với nhau. Được chưa? Mà BM lại song song với CG, cho nên là AC sẽ vuông góc với gì? CG. Như vậy thì hình chiếu từ A kẻ tới CG chính là điểm C. Vậy thì Y chính là bằng độ dài AC. AC là đường chiếu của hình vuông cạnh bằng A. Vậy AC bằng nhiêu? A căn 2. Và căn vào đây, X là bằng 1, Y là bằng căn 2. Xong. Bao nhiêu? Hả? A căn 6 trên 3. Đáp án B tiếp hẳn. Quá mệt nha. Thứ hai đừng có cháy. Chưa được ngầm mệt nữa. Đáp án A. Câu cuối cùng. Người ta cho cũng là hình chớp, có đáy là hình thang, nhưng mà SG cũng không phải đáy. Đáy là hình thang tại A và tại G. Người ta cho SA, quên, người ta cho SG là bằng A căn 2, GA là bằng 2A. Chúng ta thấy này, khi mà làm trắc nghiệm thì đừng có phải cái lúc nào cái kỹ hết đâu. Mình vẽ như vậy nó mất thời gian, để nó hở hở gì nó mới đẹp. Cái vẽ đầy đủ chính nó không có đẹp, mất thời gian nữa. Rồi, người ta yêu cầu tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng SAB. C có phải là chân đường cao không? Không. Cái nào mới là chân đường cao? D. Vậy phải đưa khoảng cách từ C về D. Nhưng mà CD này như thế nào với SAB đây? Như thế nào? CD song song với SAB. Cho nên khoảng cách từ C tới bằng khoảng cách từ đâu? Từ D tới SAB. Rồi, vậy là nó bằng X nhân Y chia cho căn X bình cộng Y bình. Trong đó X là gì? X là đường cao của anh chớp là bằng nhiêu? XD là bằng căn căn 2. Y là gì? Y là đường cao hạ từ D tới đâu? Tới AB thì đó chính là DA gì? DA là bằng 2. Rồi căn vào coi. Nhiêu? Sai nữa ta xuống tôi quýnh á. A căn 2 trên 3 đúng không? Nhiêu? 2 căn 3 trên 3 là đáp án nào? Đáp án D. Rồi sửa vào.